Xin chào tất cả các bạn, tôi là Đinh Thái Sơn, người làm công việc nghiên cứu và giảng dạy tình dục học tại Việt Nam. Với hơn 15 năm làm công việc này, một trong những thực trạng rất nhức nhối tại Việt Nam mà tôi nhận thấy đó là cái tình trạng những tỷ lệ ly hôn ngày càng cao của các cặp vợ chồng trẻ tại Việt Nam. Theo thống kê năm 2016, thì tại Việt Nam có đến 32% tỷ lệ ly hôn của các cặp vợ chồng sau cưới. Có lẽ là các bạn hình dung cứ 3 cặp đôi kết hôn, lập gia đình thì có một cặp ly hôn, và đó là một tỷ lệ rất cao. Và trong cái tỷ lệ này thì có chiếm đến là gần 70% là ly hôn của các cặp vợ chồng trẻ tuổi từ 18 cho đến 30. Gần nhau mà chi chất chứa thêm khổ sầu, giờ em và anh đã chẳng còn chung lối về. Kéo cũng vậy thôi, thả mình đường ai nấy đi. Tình đã tan vỡ cớ sao bé bàng, cứ đeo theo mình ngày qua chân thôi. Lẽ đâu phút lỡ lặng xích riêng ta mãi hòa, chẳng cho ta tìm ra lối. Vậy điều gì dẫn đến các cặp vợ chồng trẻ ly hôn với một cái tỷ lệ lớn như thế? Vâng, và chúng tôi đã nghiên cứu và nhận ra rằng một trong những điều dẫn đến việc mà các cặp vợ chồng trẻ ly hôn nhiều như hiện nay, đó chính là bởi vì họ chưa được trang bị những cái kiến thức đầy đủ để sẵn sàng trở thành một người vợ, người chồng tốt. Và trước một cái thực trạng này, tôi quyết định làm một cái chương trình mang tên 7 ngày trước cưới. 7 ngày trước cưới nó như là một cái chứng chỉ cho bạn, cho các bạn trẻ để bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình. Bạn phải thực sự học để trở thành một người vợ, học để trở thành một người chồng tốt. Và bạn cần phải có một chứng chỉ cho hôn nhân của bạn bền vững. Tôi rất hân hạnh giới thiệu khóa học này đến các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn với chương trình 7 ngày trước cưới.